đến đây thì rất là choáng ngợp bởi vì là phòng lễ tân reception, khu reception rất là đẹp thì rất là sang trọng. Và đi từ reception vào trong khách sạn thì là được đi phà cũng rất là một trải nghiệm rất là hay. Đi lên phòng thì là phòng tổng thống ở tầng 7 này, chị và chồng chị đã đi thám tính xong rồi vãi không tìm thấy nhau. Về cái view thì không phải nói rồi, thì toàn là hướng ra biển hết. Khi mà sang phòng ngủ lớn thì trời ơi, nó rộng gấp 3 lần phòng ngủ thường luôn ấy. Thì nói chung là cảm giác rất là thỏa mãn, thích thú, cảm thấy là rất là tiện nghi. Cái gì cũng có cả mà mọi thứ đều rất là sang trọng, lịch sự, tạo cảm giác cho khách cảm thấy là kiểu đúng là một không gian khác hẳn ấy. Đúng là đắt sắt ra miếng, tiền đạo của đấy. Nếu mà có ai mà có thời gian và có điều kiện thì nên vào thấy trải nghiệm để cho biết, cảm giác là rất là hoàng gia ấy. Nhân viên massage kỹ thuật rất là cao, cho nên là bọn chị cũng khi mà đã sử dụng dịch vụ thì cảm thấy rất là thoải mái ấy. Và setup trong spa thì cũng đẹp. Buffet thì chị thấy buffet ở đây rất là phong phú, nhiều món, các khu phân bố đồ ăn thì cũng hợp lý, cả đồ Âu lẫn đồ Á đều ăn rất là vừa miệng. Thì có cả nhiều món cổ truyền Việt Nam lẫn đồ Tây để phục vụ nhiều thực khách á, nhiều loại thực khách. Điểm cộng nữa là đồ ăn cũng thay đổi trong ngày á, hôm qua đúng rồi, thay đổi cũng khá nhiều. Bọn chị ở Hà Nội cho nên là vào đây thì cũng đi vào đây thì cũng thời gian không mất nhiều á, cho nên là cũng tiện á. Đi vào đây ở cuối tuần thì sau 2 ngày cuối tuần thì cảm thấy rất là tâm trạng cũng thoải mái hơn, sảng khoái hơn này. À, khi được báo tin đó hả? Cảm nghĩ của anh ấy là rất là hồ hởi gọi điện cho chị nhưng mà chị đã không tin. Bởi vì từ trước giờ chị chưa bao giờ chị gặp may một cái gì cả, xong chị cũng sợ hay là hay là người ta nhầm. Và đến khi mà đến lúc mà đi lên limousine vẫn còn cảm thấy hay là người ta nhầm á. Nhân viên thì rất là nhiệt tình đưa đón tận nơi và có bất cứ một cái yêu cầu gì của khách thì cũng được đáp ứng rất là nhanh. Nhưng mà nói chung là khi mà đến đây rồi thì cảm thấy rất là vui. Vui vì được món quà bất ngờ thế. Sau 2 ngày cuối tuần thì cảm thấy là tâm trạng rất là vui vẻ, refreshing để bắt đầu một tuần mới.